Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đam mê Bonsai. Thì ngày hôm nay mình sẽ cắt tỉa cho cây càng thăng. Thì cây càng thăng này nhìn vậy chứ nó cũng rất là già rồi các mọi người ạ. Thì trước khi mình mua cách đây cũng 5 năm rồi, thì chủ nhà nói là cây này bác trồng cũng được hơn 20 năm trong chậu rồi, nhưng mà không biết là có xác thực hay không. Nhưng mà nhìn về cái vẻ già dặn của cây thì nhìn cây rất là già, và sau này về thì mình cũng cắt tỉa hết mà lấy cái gốc không à, thì tạo cho một cái cây bonsai mini. Thì lâu nay bỏ nó rất là sung rồi, nên giờ phải cắt tỉa gọn lại cho em nó, vệ sinh cỏ rác chậu. Đối với càng thăng này thì sức sống của nó cũng rất là mạnh. Thì mọi người chú ý là nó cũng có bị sâu nha. Sâu nó ăn lá khi mà ra đột non này nè. Nếu mà mình không để ý thì sâu nó cứ ăn là nó cứ cùng cái đầu lá đi. Nhiều lúc mình khi không biết thì mình không để ý, tưởng là cái cây nó đột nó bị gì á, nhưng mà thực tế là nó bị con sâu, mà khi ra đột non là con sâu nó lùm hết. Và sâu cây càng thăng này nó... sâu cây càng thăng này thì nó to lắm, nó xanh xanh giống như cái màu lá mà nó cứng, nó nằm ở dưới mép lá nhưng mình không thấy đâu. Nhiều lúc là nó nằm lên thân là mình giống y thân ấy. Nó không có giống nó không giống như những con sâu khác, cho nên chúng ta khó phát hiện. Cho nên nhiều lúc thấy cái đọt nó bị cuồn cuồn là cứ tưởng là cây mình nó bị hư đọt, nhưng thực tế nó không phải. Khi mình chăm sóc tốt thì cây nó sung lắm. Và một cái chú ý nữa, khi chúng ta chơi càng thăng thì cái phôi, cái da cây của chúng ta, da cây càng thăng chúng ta đừng có để nắng quá. Để nắng quá thì nó sẽ bị lột lớp da đi và dẫn tới nó chết. Càng thăng là nó chết một chỗ thì nó sẽ lan rộng ra và kéo dài theo cái thân cây luôn, theo cái mạch nước của cái thân cây á. Đấy, thì trước khi chúng ta tỉa cành nhánh thì chúng ta cũng dọn vệ sinh cỏ rác ở dưới chậu đi. Rồi chúng ta bắt đầu tỉa. Thì cây này thì mình cũng đã tạo chi thứ cấp rồi. Cũng được, cây này thì cũng 5 năm. Khi mình về Tây mình thì cũng được 5 năm. Cây thì có bộ rễ nó bò như rắn vậy đó. Mọi người để ý nhìn thấy cây nó nhỏ nhưng mà nó rất là già. Một cái thân nó thì hoàn quèo, cho nên mình chơi cái thế siêu. Trước thì mình có chơi một cái nhánh chi số 1 nó nằm phía dưới. Nó bay về phía bên đây trái đó. Nhưng mà thấy nó cây nó nặng nề quá nên mình cắt bỏ đi. Đối với giá thể trồng cây càng thăng này thì nó cũng dễ thôi, cũng trộn giá thể giống như trồng những loại cây khác, thì chủ yếu là cát tro trấu rồi trấu tươi, phân chuồng, hoai mục, rồi sơ dừa. Thì nếu ở nông thôn thì chúng ta có thể trộn những cái thứ đó. Còn nếu mà các bạn mà ở thành phố mà không có đất để trộn thì chúng ta có thể ra những cái tiệm bán đất sạch dùng chuyên dùng cho cây bonsai. Chúng ta về cứ thế và chúng ta trồng thôi. Thì sức sống của cây thì nó rất là mạnh. Cây thì nó chịu nắng
rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nắng quá chúng ta không để ý cái thân của nó thì nó cũng sẽ bị dược, dễ bị chết. Như vậy là cắt tỉa cây này thì mình cắt tỉa sơ vậy thôi. Thì video của mình ngày hôm nay đến đây xin được tạm dừng tại đây. Thì mọi người xem nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người vào những video tiếp theo.